Hello, xin chào các bạn. Tôi xin giới thiệu các bạn, hôm nay là trên chuyến đường từ Lạng Sơn đi Cao Bằng. Thì các bạn đều biết cái Cao Bằng là cái tên Cao Bằng địa danh thì như thế nào các bạn đều biết rồi. Nó là có số Lenin, có hàng bạc bó. Nơi Bác Hồ đã khởi điểm cách mạng đầu tiên ở Việt Nam để giành lại thống nhất đất nước. Thì chúng ta có ngày 30 tháng 4 thì nó xuất phát từ cái năm 1941 Bác Hồ với hàng bạc bó đã làm nên một cuộc cách mạng đánh đuổi thực dân Pháp và đế quốc Mỹ và cái lũ tay sai để giành lại độc lập thống nhất toàn vẹn Nam Phong. Thì hôm nay tôi đưa các bạn về nguồn, đó là cội nguồn của cách mạng. Và trên xe chúng tôi may mắn có thêm được một cái cô là hướng dẫn viên ở địa phương và một anh tài xế rất trẻ, các bạn có thấy không? Đây. Mà chúng kia cứ vào kênh luôn, kênh Diệm Sơn hay kênh Dọc Hiên Trình. Thì các bạn đều thấy chưa, đất nước Việt Nam chúng ta sống như thế này đây. Và đây là anh bạn trẻ, anh là chủ của chiếc xe này đó các bạn. Mà trong cuộc sống ở Việt Nam này, các bạn đều hiểu rằng là chúng ta đang được hưởng thụ không khí hòa bình và phát triển kinh tế. Và đây là cái vùng hồi xưa, phải nói là cái vùng nghèo. Một trong những tỉnh nghèo, có thể nói là một trong những tỉnh nghèo của đất nước chúng ta đó các bạn. Nhưng một lát nữa các bạn sẽ hình dung rằng cái cảnh phố thị nó phát triển như thế nào. Nhờ phát triển kinh tế là nhờ cái sự ổn định nó phát triển. Và bên cạnh chúng tôi là một cư dân địa phương, cũng là hướng dẫn cho tôi về cái địa danh. Các bạn có thấy tôi rất sướng không? Có thể đi từ 2 năm qua đến Bộ Cà Mau dọc hành trình đất nước kể cả Tây Nguyên. Đất nước chúng ta thì các bạn có đi mới cảm nhận được đất nước ta rất là đẹp. Và chúng ta đang được thừa hưởng một cái không khí hòa bình và ổn định thế này. Các bạn có muốn đi du lịch cùng với chúng tôi không? Các bạn hãy bỏ một ít thời gian ra, các bạn sẽ đi khám phá đất nước thì các bạn mới cảm nhận được cái tình yêu quê hương, tình yêu đất nước, các bạn mới thấy đất nước chúng ta đẹp và sự phát triển kinh tế như thế nào. Nhưng đặc biệt một số bọn phản động lưu vong nước ngoài không có điều kiện về nước nên họ chỉ nghe những luận điệu tuyên truyền, họ nói nước Việt Nam luôn luôn nghèo nàn và lạc hậu, và họ chỉ nói truyền miệng với nhau những cái khẩu hiệu và những cái tuyên truyền luôn luôn là nói xấu đất nước. Và đó là cái luận điệu thường xuyên của chúng. Các bạn đây thấy là đường xe lửa lên Đồng Đăng. Đồng Đăng là giáp biên giới với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Trung Hoa đó các bạn. Về đâu đây anh nhỉ? Em bên đã sống. Có về luôn chứ? Đó, có về luôn. Có. Nơi đây các bạn thấy phố thị không? Đó. Chà, cái nhà này nghèo ghê ha. Nghèo, cái cảnh nghèo thì tôi thấy thèm hết chứ. Thế mà tụi nó cứ nói Việt Nam đói nghèo nè các bạn. Đói nãy giờ chắc tài xế sáng giờ ăn tô phở to rồi nha. Nhà này còn đỡ, còn nhiều nhà còn nghèo hơn. Nhiều nhà nghèo hơn nữa. Nó nghèo có thể nói rằng gọi là biệt phủ đó con. Thấy không? Thế mà tôi còn xuống nhà đây mà.
đây là những cái nhà gọi là nghèo nghèo trung bình đó, còn nghèo nhất còn thấy khủng khiếp nữa ha. Có thể rằng họ đá banh ở trong nhà được, đá bóng ở trong nhà được nha. Nhưng mà ở nước ngoài thì bọn chúng là luôn buôn là ở nhà thuê, nhà mướn, đi làm gọi là đi làm công, những cái lao động phổ thông thì chúng vẫn ca ngợi nước Mỹ là giàu sướng. Chúng vẫn ca ngợi bố của chúng là nuôi chúng ăn bơ sữa sướng lắm. Nhưng mà chúng đâu có biết rằng cái kiếp của chúng là kiếp nô lệ. Nhưng mà đặc biệt đa số những kiều bào ở nước ngoài họ có ý thức được, họ chỉ lo cuộc sống và lo dạy dỗ con cái học hành để có trao đổi được kiến thức được tốt hơn. Họ chỉ cần biết là làm sao để lo được cuộc sống gia đình ấm no hạnh phúc. Dù ở nước ngoài nhưng có rất nhiều đồng bào họ rất có tâm với đất nước lắm, họ rất có lòng với đất nước, họ luôn luôn là hướng về đất nước để xây dựng đất nước hoặc là giúp đỡ xây dựng đất nước, chứ không phải là đa số đều xấu đâu. Rất nhiều kiều bào nước ngoài họ rất yêu nước lắm, họ có thể là họ không thể làm được việc gì trực tiếp, nhưng họ có thể làm những cái việc gián tiếp để giúp đỡ xây dựng nước hoặc là tối thiểu giúp đỡ được thân nhân của họ. Thấy chưa? Nhưng mà đặc biệt chỉ một số nào đó rất cá biệt là họ mang cái lòng hận thù với chế độ của đất nước, nên chúng luôn luôn xuyên tạc và nói xấu chế độ, và cái luận điệu xuyên tạc cái chế độ hầu như đã thành bài vở của chúng rồi, nó có nhai nhải hết năm này qua năm kia. Và thậm chí chúng luôn luôn có nói là kéo quân về phục quốc, nhưng mà phục quốc đâu không thấy, mà cứ từng thằng về phá hoại đất nước đều bị ở tù hết. Đây các bạn thấy những cuộc sống nhàn tả của những cư dân ở cái vùng cao đó, các bạn thấy chưa? Cuộc sống rất nhàn tản của những cư dân. Đây là cái phố đây là cái phố gọi là dân phố nghèo đó các bạn. Đó là dân phố nghèo mà theo cái luận điệu của cái bọn phản động nước ngoài đó các bạn. Và chỉ những cái bọn tuyên truyền phá hoại chỉ là cá biệt thôi. Và đặc biệt nhất bây giờ cái mạng truyền thông của chúng ta rất là rộng rãi, cho nên rất nhiều người dân đều hiểu tình hình đất nước thực tế hơn. Họ hiểu rất thực tế và càng ngày họ càng ghê tởm những cái luận điệu xuyên tạc của bọn phá hoại các bạn. Vì cái ước muốn của chúng, đất nước chúng ta, chúng ta đã rã là yêu nước, yêu dân, nhưng mà lúc nào chúng cũng muốn đất nước chúng ta là nghèo, muốn đất nước chúng ta là chiến tranh với cái nước bạn, thì chúng mới thỏa mãn được cái lòng hận thù của chúng. Đây là cô bạn trẻ của tôi là hướng dẫn tôi đi chương trình dinh này. Cô là rất là đẹp, nhưng mà vì lý do là mùi xăng khó chịu cho nên là tạm thời bị khẩu trang các bạn. Dạ, không có thể mà khẩu trang. Cô bạn ở đây thì có một cái say xe cho các bạn thông cảm. Chứ cô ấy mở khẩu trang đây thì rất là đẹp các bạn. Phụ nữ ở miền núi nói riêng và đặc biệt phụ nữ miền Nam, phụ nữ Việt Nam của chúng ta đa số là rất đẹp. Có thể đẹp về tâm hồn, đẹp về lòng yêu quê hương, yêu đất nước. Và các bạn thấy không, trên xe này chỉ có vài người đi thôi. Đây, rất là thoáng thoải mái không? Nó khác với cách đây 20-30 năm trước, nghĩa là xe phải ngồi chen chút và đứng chờ hàng mũi hàng ngày mới có xe. Nhưng bây giờ các bạn đều hiểu rằng cái lưu lượng xe trên đất nước chúng ta, có thể nói rằng các bạn đón, bất cứ đứng đâu có thể đón xe đi được, mà ngồi rất rộng rãi, khang trang và sạch sẽ, với một cái sự tiếp đón và sự tiếp khách là rất là lịch sự và văn minh. Thì các bạn đều hiểu rằng đời sống nhân dân chúng ta càng ngày càng nâng cao. Đấy, các bạn thấy không, trên xe chỉ có vài người thôi, nhưng mà anh tài xế vẫn chấp nhận chạy, vẫn phải đi, bởi vì đó là cái nhu cầu phục vụ của hành khách. Và với cái thái độ lịch sự văn minh của đất nước chúng ta càng ngày càng thay đổi rất là lớn. Và đây là chúng ta đang đi ngang qua thị trấn Đồng Đăng, hôm qua chúng ta đi qua rồi.
thì cái đường này là lên cửa khẩu Tân Thanh hôm qua chúng ta đã đi, thì một lát nữa đi qua đây thì chúng ta đi theo cái con đường lên Cao Bằng các bạn. Và trước mặt chúng ta đây, ở trước mặt chúng ta tôi xin giới thiệu các bạn, đó là hang Dơi các bạn. À, cái núi đó là cái núi là đó là gọi là hang Dơi đó các bạn. Xin báo cáo các bạn, hồi nãy có một bạn vào trễ, nên tôi xin giới thiệu các bạn hôm nay là trên hành trình của chúng tôi là đi từ thành phố Lạng Sơn và đi lên trên thành phố Cao Bằng, một thành phố ở miền núi vùng cao giáp với biên giới của Cộng hòa nước Dân chủ Nhân dân Trung Hoa. Ở nơi cái đó Cao Bằng là các bạn đều biết rằng ở đó nó có khu rừng Trần Hưng Đạo, là nơi thành lập cái lực lượng vũ trang đầu tiên tiền thân của quân đội nhân Việt Nam chúng ta ngày nay. Và nó có cái hang Bác Bó và chú Lenin, đó là nơi khởi nguồn Bác Hồ về để làm cái cương lĩnh để hoạt động cách mạng, đánh đuổi thực dân Pháp, và sau này là đánh đuổi đế quốc Mỹ mà chúng gọi là can thiệp Mỹ cùng bè lũ tay sai. Và các bạn đều nhớ rằng ngày mai là ngày 30 tháng 4, là ngày bạn để biết rằng cái ngày 30 tháng 4 là ngày gì không? Tất cả thế giới và tất cả mọi người đều hiểu ngày 30 tháng 4 là ngày Mỹ cút ngụy nhà đó các bạn. Nói rõ hơn là ngày Mỹ cút ngụy nhà. Vì cái ngày đó Mỹ vội vàng tháo chạy khỏi Việt Nam, kể cả đại sứ quán Mỹ, kể cả những quân đội Mỹ cuối cùng cũng phải tháo chạy khỏi Việt Nam. Và ngày đó Ngụy phải tuột quần áo và bỏ chạy, buông súng đầu hàng bỏ chạy. Thì cái các bạn đều biết rằng cái ngày 30 tháng 4 thì nhân dân chúng ta gọi là ngày chiến thắng và ngày thống nhất non sông toàn vẹn lãnh thổ. Nhưng mà hiểu rõ hơn, các bạn chứng kiến thấy trước mặt rõ hơn là ngày Mỹ cút và ngụy nhào. Mỹ cút để sao? Đó là cái ngày tháo chạy của quân Mỹ, đội Mỹ. Các bạn để thấy rõ rằng trước mắt chúng ta thì để gọi là ngày Mỹ cút ngụy nhào các bạn. Thì các bạn hiểu rõ rằng Mỹ cút là những tên lính Mỹ cuối cùng tháo chạy khỏi Việt Nam, và ngụy nhào tức là những lính ngụy phải tuột quần áo bỏ chạy, thì đó là ngụy nhào các bạn. Và chính quyền ngụy quyền Sài Gòn phải sụp đổ trong ngày 30 tháng 4 và đầu hàng vô điều kiện. Các bạn thấy đó là một chiến thắng của toàn dân tộc Việt Nam. Nhân dân ta đã làm một cuộc cách mạng chiến thắng các đế quốc, các cường quốc lớn trên thế giới. Đây là một chiến thắng của sức mạnh toàn dân các bạn. Nhưng có những kẻ cứ luôn luôn ca ngợi những cường quốc nó có tiềm lực quân sự rất là mạnh. Nhưng mà các bạn nghĩ rằng cái tinh thần dân tộc yêu nước của chúng ta rất mạnh liệt, và ngàn đời nay là luôn luôn có truyền thống chống giặc ngoại xâm các bạn. Xin chào các bạn. Các bạn đã có mặt hôm nay thì tôi xin chào, và có điều kiện tôi sẽ gặp các bạn.
các bạn thấy không, yêu nước một cách chân chính, yêu nước một cách trong sáng. Và các bạn thấy không, rất thoải mái. Và tôi sẽ còn đi nhiều đó các bạn. Và các bạn bất cứ đi đâu thì Tổ quốc chúng ta đều giang tay đón nhận các bạn. Dù các bạn đang ở nước ngoài, hang chui hôm qua có quay rồi. Dạ, tôi đang đưa các bạn qua một cái hang chui các bạn. Tại đi chui qua cái núi nhỏ nhỏ thì người ta gọi là hang chui. Và đây là cầu bắc hang chui các bạn. Đó, các bạn thấy non nước của chúng ta chưa? Các bạn thấy không? Các bạn thấy yêu màu xanh phủ lên đất nước chúng ta không? Hay là các bạn thích những cái chất độc dioxin rải xuống đây để không còn một cành lá trên cây? Để rồi bao nhiêu con người đã phải chịu hậu quả của chiến tranh, của chất độc dioxin, mà cả một thế hệ chưa hết dứt, tới hai thế hệ cũng chưa xong. Các bạn đều thích cái màu xanh này. Và các bạn thì hiểu rằng giữ được màu xanh này thì hàng triệu triệu người đã phải đổ máu để giữ lấy được cái màu xanh quê hương của đất nước đó các bạn. Không phải đơn giản được màu xanh tồn tại được đâu các bạn. Các bạn có điều kiện đi trải dài đất nước đi thì các bạn mới thấy yêu đất nước, yêu quê hương như thế nào. Và các bạn yêu cuộc sống như thế nào, các bạn yêu dân tộc mình như thế nào. Những dân tộc ở trên cái miền cao, miền núi này, nhưng họ vẫn bám trụ lấy quê hương, họ vẫn yêu quê hương của họ. Họ không cần những phố thị phồn hoa, họ không cần những cái ồn ào nơi phố thị. Họ có một cuộc sống rất êm đềm và hạnh phúc. Và con người không có gì thích bằng yên bình và hạnh phúc. Và con đường này các bạn đều biết rằng cuộc chiến tranh biên giới năm 1979, khi quân Trung Quốc đổ quân vào đây ngày 17 tháng 2 năm 1979 thì các bạn khủng khiếp. Có biết là con đường này rất là khủng khiếp không? Bao nhiêu bom đạn hứng chịu xuống đây, hầu như màu xanh biến mất hoặc bay mất rất nhiều. Con đường này là con đường chịu rất nhiều bom đạn của quân xâm lược Trung Quốc. Mà trước kia thì chúng ta gọi là bành trướng đó các bạn, quân bành trướng Trung Quốc các bạn. Nhưng ở đây thì sát quân thù cũng đã bỏ lại đây rất nhiều, chứ không ít đâu các bạn. Ngoài những chiến sĩ đồng bào của ta kiên cường bám trụ ở đây để chống giặc ngoại xâm, đã bao nhiêu người đã ngã xuống đây. Nhưng ngược lại thì quân Trung Quốc cũng phải bỏ mạng ở đây không ít các bạn. Và tôi được nghe kể lại, có thể nói rằng ở ngay Lạng Sơn luôn, có thể nói rằng quân Trung Quốc chết nổi lều bèo trên sông, sông Kỳ Cùng, rất là nhiều. Cho nên bởi thế cái tinh thần quật cường chống ngoại xâm của chúng ta không sợ bất cứ một thế lực nào, không sợ bất cứ một kẻ thù nào, dù chúng cường mạnh đến đâu. Thì đó là truyền thống bất khuất của dân tộc chúng ta các bạn. Đành rằng bây giờ thì người ta có ý kiến này, có ý kiến kia, có khi bất đồng nhau trong một ý kiến gì đó, nhưng tinh thần yêu nước và tinh thần chống ngoại xâm luôn luôn ẩn chứa ở trong con người dân tộc của chúng ta các bạn. Đó là bên phải chúng ta là cái con đường đi vào khẩu Tân Thanh mà hôm qua tôi giới thiệu các bạn. Đó là những đoàn xe đang chuẩn bị xâm lược vào Trung Quốc đó các bạn, xâm lược vào hàng hóa các bạn. Những đoàn xe đó đưa hàng hóa vào Trung Quốc.
để nâng cao đời sống của người nông dân. Về đâu anh? Có bằng. Còn đi còn tới, trả lời nó còn đi còn tới. Sao cháu tìm linh mát mà cháu tìm mát thấy nhỉ? Kì vậy, người ta nói nhanh lắm, có khi chưa gọi kịch bản. Tôi yêu màu xanh này, tôi rất yêu màu xanh là các bạn ạ. Màu xanh này cũng là màu xanh tượng trưng cho hòa bình đó các bạn. Những ai đã từng đi qua chiến tranh thì mới thấy sự tàn khốc của chiến tranh. Còn những kẻ từng đi qua chiến tranh thì họ cứ đều muốn chiến tranh. Nhưng khi họ hứng chịu chiến tranh rồi họ mới thấy cái nỗi thống khổ chiến tranh như thế nào. Và không cần nói đâu cho xa, và các bạn hãy nhìn lấy cái hình tượng của Iraq, rồi hình tượng của Libya, Syria bây giờ, thì các bạn mới thấy chiến tranh nó khủng khiếp như thế nào. Nhưng đặc biệt một số thế lực phản động họ cũng muốn muốn đất nước chúng ta như vậy đó các bạn. Bây giờ các bạn phải chung tay góp sức với đảng và nhà nước chống những luận điệu xuyên tạc của chúng, và chống những cái thế lực thù địch, và chống những cái tư tưởng manh nha, và chống cả cái bọn phá hoại trong nước đang tiếp tay cho bọn phản động nước ngoài, thì các bạn mới giữ được cái màu xanh này các bạn. Thì rất sợ chiến tranh, nhưng các bạn đều hiểu rằng chúng ta rất sợ chiến tranh, nhưng mà chúng ta sẵn sàng đón nhận chiến tranh nếu kẻ nào gây chiến tranh đến đất nước chúng ta. Cái thời gian mà kháng chiến chống Pháp thì các bạn để hiểu rằng những chiến sĩ vệ quốc quân mà ở những khu rừng như thế này, những khí hậu rất khắc nghiệt, mùa đông rất lạnh lẽo, đất nước chúng ta rất nghèo nàn và thiếu thốn, nhưng các chiến sĩ vệ quốc quân thời gian chống Pháp trước kia thì các bạn hiểu rằng họ phải sống cam khổ thế nào, họ có nghị lực sức phi thường thế nào, nghị lực can trường như thế nào thì họ mới có thể sống được những cái vùng như thế này. Những vùng này trước kia là cái vùng rất nghèo, và có thể nói rằng khí hậu rất khắc nghiệt ở giáp với đất nước Trung Quốc, thì những chiến sĩ vệ quân chúng ta vẫn bám trụ những cái vùng đất như thế này để phát triển lực lượng. Thì các bạn hiểu rằng là cái tinh thần của các chiến sĩ vệ quân trước kia, các đời ông cha chúng ta trước kia, họ có một tinh thần rất kiên cường và can trường trung thành với đảng và nhà nước như thế nào để làm nên một chiến thắng lịch sử của Điện Biên Phủ. Sắp tới đây thì chỉ còn khoảng 8 ngày nữa thì các bạn cũng sẽ thưởng thức được cái ngày 7 tháng 5. Các bạn sẽ hưởng lại được cái hương vị của ngày 7 tháng 5, tức là ngày chiến thắng Điện Biên Phủ, ngày cắm lên lá cờ chiến thắng Điện Biên Phủ trên tướng Decatur.
vào cái đất Cao Bằng này thì các bạn đều biết rằng đại tướng của chúng ta Võ Nguyên Giáp đã lên đất thăm đất Cao Bằng này, đã thăm những người dân của đất Cao Bằng này, đã từng cứu mang các lực lượng vũ trang thành lập đầu tiên và cũng là căn cứ của quân đội dân Việt Nam trước kia. Thì Võ Nguyên Giáp đã từng nói một câu thế này, ông nói: tôi coi Cao Bằng như một quê hương thứ hai của tôi. Vì suốt quá trình trong thời gian kháng chiến chống Pháp thì cái đất Cao Bằng này là đất là đại bản doanh của các lực lượng kháng chiến chống Pháp, mà người chỉ huy cao nhất là đại tướng Võ Nguyên Giáp. Và Võ Nguyên Giáp ở vùng đất Cao Bằng là rất nhiều và được sự cứu mang của các đồng bào dân tộc ở cái miền núi. Trên đại tướng của chúng ta đã nói một câu: tôi coi đất Cao Bằng này như một quê hương thứ hai của tôi. Bây giờ tôi đố các bạn có thể tìm được cái căn nhà nào gọi là nhà tranh vách đất như xưa nhỉ? Hơi khó đó. Nếu mà tìm được thì chắc cái nhà đó đưa ra viện bảo tàng để làm nhà cổ được. Hơi khó ha. Cảnh nhà tranh vách đất như xưa đó, giờ chắc hơi khó tìm thấy đâu. Đấy, thấy không? Các bạn thấy không? Những vùng cao mà họ có những căn nhà lầu khang trang thế này đó các bạn. Đó. Những cái vùng ngày xưa gọi là vùng hẻo lánh đó các bạn. Các bạn thấy rừng núi đẹp không? Cái khẩu trang của mẹ con là lấy đi đâu rồi? À, 0906853153. À đúng rồi, 0906853. À, tạo hóa đã ban cho chúng ta những dãy núi dọc biên cương tổ quốc, nó y như là một cái bức tường thành để bảo vệ tổ quốc các bạn. Đất nước chúng ta lên những vùng rừng núi thì chúng ta mới thấy rằng đất nước chúng ta rất hùng vĩ, rất đẹp các bạn. Thiên nhiên tạo hóa đã ban cho chúng ta những cái vẻ đẹp của nó, ta phải biết giữ lấy nó. Ta đẹp lắm, từ mũi Cà Mau, từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau, tức là bây giờ gọi là Hữu Nghị Quan đó các bạn. Đó là tính từ cái mốc cây số 0 ở đầu Hữu Nghị Quan. Em lên đồng đồng 20.000 thôi. Có tiền lẻ đó chứ. Có tiền lẻ. Đập có tầm 500. Không vô được. 0968 3 1 5 0 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
xin chào các bạn, tới đây tôi xin tạm dừng và xin hẹn các bạn ở thành phố Cao Bằng, và sẽ đưa những cái đẹp của quê hương đến cho các bạn được thưởng thức. Nó có một cái điều các bạn hơi ngạc nhiên, nói tại sao ngày lễ 3 tháng 4 thì mọi người tập trung vào những phố thị để
để làm những ngày lễ để đón mừng cái ngày chiến thắng của toàn dân để thống nhất đất nước non sông. Nhưng tôi lại đi ngược lại lịch, đi ngược lại thời gian, tức là tôi đi tìm lại nơi mà khởi đầu của cách mạng mới có tới ngày cuối cùng là 30 tháng 4. Và xin thân ái chào các bạn, chào các bạn, xin thân ái chào các bạn, hẹn gặp các bạn dịp gần nhất.